em lên là em nói cái chuyện khác, mà bây giờ cứ vô đòi hùng vô để tổ chức cái buổi tiệc không là sao trời. À chị à, Trang Nguyễn em con heo quay chồng. Chết, toàn là ăn mừng không đây là thôi chứ. Anh Minh coi chừng bị hắt nít nha. Không sao đâu em, bây giờ giờ này nó hắt kệ mẹ nó, không sao hết á. Nó hắt thì anh lấy lại, nó hắt là anh lấy lại, không sao hết á. Bây giờ quan trọng là ăn mừng nè, đó. Bây giờ anh chị tổ chức ăn mừng nè. Chứ bây giờ tôi một con bê thui, đừng nói cho quá nha, nói đừng nói cho vui miệng nha. À, con à, thí dụ như con vịt quay, hai con vịt quay đồ, hay con heo quay tôi còn tin, với một thùng bia, hai thùng bia tôi còn tin, với con bê thui là tôi không tin rồi đó. Cái này là nó láo được trớn, nó láo này, tôi ghét mấy người nó láo mà vô đây mà nó láo lắm nghe. Ừ, tôi không chịu vậy đâu á, có nói không thâu á nghe. Để em chuyển qua cái tài khoản này, em vô cái tài khoản của em cái mới nghe quý vị nha, để em đọc bình luận quý vị. Giờ này chó sủa nè. Đúng rồi, chó giờ này nó vẫn còn lên sủa đó anh chị. Chó giờ này nó vẫn còn lên sủa đó. Sao bây giờ em 50 hộp vịt. Ok, được luôn em. Cao quá. Anh chị nghĩ đi, một trứng hộp vịt lộn là bữa nay là 3.000. 10 trứng là nhiêu? 10 trứng là 3.000 trứng, 10 trứng là 30 đúng không vợ? Vậy tính tổng ai nói 3.000. Ủa quên, trứng hộp vịt lộn bữa nay là 10.000. 10 trứng là 100.000. Mà 50 trứng là 500.000 rồi. Ok. Ok ok. À, tôi cái gì mà tôi một thùng xá ôi gì đây. Bia hay rượu vậy? Bia rượu, cái tên bia rượu gì tôi không biết luôn á. À, chăn nuôi bò 5-7 triệu một con chứ nhiêu. Nhưng mà có hay không? Chăn bò mà. Biết giá mà. Chăn nuôi bò tháp 10. Ôi chà, hình như là ông này ông chăn nuôi bò cho nên là chắc ông ủng hộ thiệt đó anh chị. Ông ủng hộ thiệt đó. Em ký 3 con gà nướng nữa nha. Trời. Bây giờ này. Mồi, cái này là nói thiệt chứ đừng có nói giỡn nha. Bây giờ này, em đưa cái số điện thoại này lên cái này. Phan, anh chị chờ em chút xíu, em đưa cái số điện thoại này lên. Không có nói giỡn nha. Không có nói giỡn đâu, để em đặt nhà hàng, nhà ơ rồi anh chị. 0911200452. Ok, đó, rồi. Bây giờ gì đây anh chị? Bây giờ gì đây, cái này là sự thật nha. Cái này là mình chơi thiệt. Đó, đồng ý là chúng ta là những người theo dõi và ủng hộ cái drama này cho con của cố nghệ sĩ Vũ Linh thôi. Nhưng mà cái phiên tòa này thì anh chị em mình biết là chắc chắn là thắng rồi đúng không? Em đã nói thắng rồi mà. Cho nên là chúng ta chỉ có dịp là có nghĩa là bây giờ là chúng ta ăn mừng thôi. Đó. Thì bây giờ vậy nha. Ai mà thật tình đó đừng có đùa giỡn trong này, đùa giỡn là tôi rủ chết luôn á nha. Đó là cái số của em là có Zalo nha, cái số em đưa lên đó anh chị 0911200452 đó là cái số đó là có Zalo nha. Thì bây giờ anh chị em nào mà muốn ăn mừng đó, chúng ta như là bây giờ ok, anh chị nào có gà góp gà, anh chị nào có vịt góp vịt đó nha anh chị nha. Anh chị nào có cua góp cua, anh chị inbox vô cái bây giờ vô cái Zalo đó cho em đi. Zalo đó của em Linh đấy. Rồi bây giờ tối hôm nay em sẽ kết thúc là coi như là anh chị thí dụ như bao nhiêu người nhắn tin vô Zalo muốn tham gia cái buổi tiệc để mà gọi là mình ăn mừng nghe. Cái buổi tiệc ăn mừng vào ngày 14. Ok. Anh chị góp cũng được, không góp cũng được. Em bao xô. Ok chưa? Cái này là em nói thiệt chứ không có nói giỡn. Cái này là em nói thiệt. 9 con hả anh? Anh bấm sao có 9 con vậy anh? Hả? Mấy chị nói có 9 con. Cái gì? 9 số. Sao 9 số? 0911 200452 10 số rồi. Đúng 10 số rồi chị. Đúng 10 số rồi anh chị. Số đó là có Zalo của Hoàng Linh Linh là em đó mới. Số này là số của vợ em đó. Đó rồi mấy ông nghe nói tới vợ tôi tối nay cái điện cho vợ tôi liên tục đi. Nha. Thật chắc hai chồng tôi là điện thoại là lúc nào cũng xài được hết á, chồng cũng được mà vợ cũng được, cho nên là mấy ông đừng có nói là thấy Zalo của vợ tôi cái điện cho vợ tôi không hay nha. Mình ơi số Zalo cái 90 10 số rồi. 0911 là 4 số nè. 200. 200 là 3 số nữa nè, là 7 rồi nè. Đúng không? 7 rồi nè. Đúng rồi mấy chị ạ. À. 452 là 3 số nữa là 10 số rồi mấy chị. Trời quan tính sao vậy trời? Tình luôn á.
Rồi bây giờ em vui quá, em la lớn lên nó khèn tiếng luôn anh chị. Rồi bây giờ như nè, anh chị nào có nhu cầu tham gia vào một cái buổi tiệc ăn mừng vào kết thúc phiên tòa vào ngày 14 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án diễn ra là tòa án thành phố Hồ Chí Minh nha. Tòa án quận 1 đó anh chị, tòa án lớn của thành phố Hồ Chí Minh đó nha. Thì bây giờ anh chị cứ inbox vào cái số Zalo đó cho em để em tổng kết là được bao nhiêu người thì em sẽ đặt nhà hàng nữa anh chị. Cái này là thiệt nha. Còn cái vấn đề anh chị nào góp được cái gì thì góp cái đó, không góp em bao xô. Được chưa? Được chưa anh chị? Rồi bây giờ anh chị nào, bây giờ anh chị nào mà đã nhắn vô Zalo thì anh chị em mình có coi comment có coi thì bỏ số 0 vậy cũng hỏi cha. Bỏ số 0 vậy cũng hỏi cha là sao ta? Cà Vinh ủng hộ Lê Minh này, lên Sài Gòn ủng hộ cho nó vui. Lên Sài Gòn, chị thích vợ chồng em, chị cho chị tham gia nhé. Ok chị Khánh Di, Khánh Di. Chào mừng tất cả quý vị nào yêu thương con của cố nghệ sĩ Du Linh thắng trong phiên tòa này, thì anh chị em mình cứ inbox vào đó để chúng ta cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nha. Còn cái phía Hồng Long nó ăn mừng hay không kệ nó nha. Bây giờ là chúng ta là khán giả, chúng ta là những người ủng hộ. Anh chị em có nhiều người ủng hộ hơn 2 năm nay, 2 năm nay rồi anh chị. Anh chị theo dõi là coi như là 2 năm nay rồi đó. Rồi để em coi Zalo coi. Để em coi Zalo nghe. Gì nữa, mới được lần cái gọi, đừng có gọi, gọi tôi không bắt máy đâu, nhắn vô Zalo đi. Rồi để tôi tổng kết cái tôi đặt nhà hàng cái cho nó nhanh, cho gọn lẹ. Đó, tin nhắn người lạ này bao nhiêu người rồi? Tin nhắn người lạ này. Rồi. Chị Hoàng Mai nè, chị Ánh Tuyết nè, Cát Tường nè, chị Linh Nguyễn nè, Mai Nguyễn nè, Dung Nguyễn nè, Trúc Nguyễn nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 rồi. Bây giờ 7 người rồi đó. Đó. À, đọc kỹ, suy ngẫm rồi la làng. Biết tại sao mà tôi ghi cái tiêu đề bữa nay á, tôi ghi cái tiêu đề bữa nay như vậy không? Thật chất á, cái đạn dây nhục của mấy cái thằng này, cái đạn dây nhục của mấy cái thằng á, mà đi mà ủng hộ cho bà Sáu Bào, mẹ con Sáu Bào Bảy Báo đó, chẳng hạn như thằng Thám Tử Bốn Lầu nè, đó, đạo diễn Đức Long nè, Lê Tín nè, con Heo Tay Xanh nè, luật sư Bồn Cầu nè, con ngân Tráng Dồ nè, rồi thằng Húng Mặt Thỏ Mỏ Dơi nè, cái đám đó bây giờ nếu như cái đám đó ha, bây giờ tôi dám đưa ra một cái kèo nè, anh chị em nào mà có Zalo hoặc là đang ủng hộ cho tụi nó đó nha, anh chị ủng hộ ai là quyền của anh chị. Nhưng tôi bây giờ tôi sẽ ra một cái kèo. Nếu như cái phiên tòa đó mà bên phía Hồng Loan thắng, tôi sẽ chi ra 100 triệu cho cái đám bên đó nó đi ăn mừng. Ok chưa? Còn nếu như cái phiên tòa này bên Hồng Loan thắng, cái đám đó phải trả lại cho tôi 100 triệu để tôi đi ăn mừng, dắt bà con đi ăn mừng chứ không làm gì hết đó. Sao? Anh chị em nào mà đang ủng hộ tụi nó đó nha, anh chị em nào đang ủng hộ tụi nó thì hãy cắt cái khúc này ra nha, cắt cái khúc này ra, đưa nguyên cho cái đám tụi nó, gom góp tiền lại hết đi, gom lại nha, gom lại chơi với tôi nha. Nếu như mà phía Hồng Loan thắng thì tụi nó phải gom lại đủ 100 triệu để dắt đó những người anh chị bà con ở trong đây này ủng hộ cho Hồng Loan, dắt những anh chị em đó đi ăn mừng chứ không làm gì, nó không giàu có gì đâu anh chị. Còn nếu như tôi thua phiên tòa Hồng Loan đó, phiên tòa này mà thua thì tôi sẽ đưa 100 triệu, thậm chí nếu như người nào đồng ý, cái đám đó đó, đứa nào đồng ý tôi sẵn sàng chuyển 100 triệu qua ngay và luôn, nói là làm luôn, chuyển nóng luôn á, chứ không phải là chuyển nguội nha, chuyển mà có bà con chứng kiến luôn á đó. Ok chưa? Có đứa nào dám không? Công đó quy chụp anh lên cá cược rồi. Không có, không có em. Cái này là cá ăn uống chứ không có bài bạc. Nó quy chụp lắm luôn á. Cái này là cá ăn uống. Đứa nào chẳng hạn như con Kim Ngân nè, con Căng Kim Ngân Tráng Dồ nè, thằng Húng Mặt Thỏ nè, luật sư Bồn Cầu này, gom lại 5-7 đứa tính rằng đứa có mười mấy triệu chứ mấy. Đúng không? Còn nếu như con Hồng Lo
con học lon thu, tôi chấp nhận một mình tôi chịu 100 triệu đưa cho tụi bay đi ăn mừng. Hả? Đúng không anh chị? Chơi gì được không anh chị? Hả? Đứa nào dám thì lên tiếng nha. Cắt cái khúc này ra đưa cho tụi nó, gửi qua cho tụi nó đi. Đứa nào dám thì lên tiếng. Hả? Còn nếu không thì im cái mỏ lại hết đi. Tụi bay giờ này á, tụi bay giờ này mà cái đạn dây nhục không có biết. Đạn dây nhục giờ này hình như là con người mấy đứa này nó hết biết nhục rồi anh chị. Giờ này mà tụi nó còn vẫn còn lên ra rả. Thằng thám tử hồi nãy bốn lù, nó nói chưa đâu. Cô Sáu bây giờ, cô Sáu mà tìm cái chữ ký gốc, tìm ông nội mày. Đó. Chữ ký gốc, chữ ký phụ, nếu như mà bà có gốc á thì bà đã đưa từ lâu rồi. Mà cái vấn đề này là bác bỏ cái vấn đề chữ ký nha. Nhớ, bây giờ tìm ở đâu mà ra nha. Bây giờ có ra nữa, bây giờ nếu có ra nữa thì vẫn phải thua. Ra thì vẫn phải thua, chứ không có thể nào mà thua. Tại vì anh chị này, có những người á, có những người nha, ở đây chắc chắn nếu anh chị nào mà làm ăn á thì anh chị sẽ biết. Chẳng hạn như cái chữ ký á, chữ ký thời học sinh á, nó sẽ khác. Tới giai đoạn mà đi làm ăn á thì chữ ký nó sẽ khác. Đó, anh chị nha. Và có nhiều người á, họ sử dụng một lần hai chữ ký. Đó, họ ký hành chính á, thì họ ký khác. Mà khi mà họ ký làm ăn kinh tế, họ ký khác. Đó, tiệm đâu ra? Trời quá trời, bạn chị kết Zalo với em luôn. Ok, em. Rồi, bây giờ mình nói cái vấn đề ăn mừng đi ha. Nói vấn đề ăn mừng đi anh chị. Nói vấn đề ăn mừng đi ha. Còn cái đám đó, em nói thẳng anh chị luôn á, cái đám đó chắc chắn là nó không dám chơi với em đâu. Em nói thật luôn á, cái đám đó chấp nó ăn kén cụi nó cũng dám chơi với em nữa chứ đừng có nói. Bây giờ đứa nào mà đang ủng hộ cái đám mà con xấu bào bảy báo á nha. Chẳng hạn như nãy giờ em đọc tên đó thì thằng thám tử bốn lù nè, thằng Giang bốn lù á, kêu nó bỏ ra mười mấy triệu nguyên một đám của tụi nó đã lê tính rồi đó. Rồi con heo tay xanh, coi đi để em tính coi bao nhiêu người nè. Giang bốn lù nè, đạo diễn Đức Long nè, Lê Tín nè, con heo tay xanh nè, rồi Kim Ngân Tráng Giò nè, Húng Mặt Thỏ Mỏ Dơi nè, luật sư Bồng Cầu nè. Thôi bây giờ lấy 7 nhân vật đó đi ha. Mình lấy 7 nhân vật chính đó đi, còn những cái đồ tà lơ kia bỏ qua bên đi ha. 7 nhân vật, còn Hoa Hậu Củ Chi nữa, quên con Hoa Hậu Củ Chi. Lấy luôn con Hoa Hậu Củ Chi vô là 8 người. 8 người mà 100 triệu thì bây giờ đâu có nhiêu đâu, tính ra người đâu có nhiêu đâu. Người có 11 triệu mấy trăm à. Đó. Chơi cái kèo này đi. Thậm chí mấy đứa muốn lấy tiền trước, anh chuyển tiền trước cho mấy đứa luôn. Đúng 100 triệu. Hỡi mà bên Hồng Loan thua, mấy đứa cứ lấy 100 triệu ra đi ăn, đi chơi thoải mái. Tụi anh âm thầm đi về. Ôm cái nhục đi về cũng được nha. Còn nếu như mấy đứa thua á thì chuyển lại cho anh tổng cộng 200 triệu để anh dắt bà con cô bác đi ăn đi nhậu một bữa, chơi cho nó vui giải trí chứ không có gì hết á. Thằng ca sĩ Cà Lâm, thằng đó không có đáng lên tiếng đâu anh chị. Thằng ca sĩ Cà Lâm là cái thằng đó là thằng bá dơ đó. Thằng ca sĩ Cà Lâm là thằng đó là thằng bá dơ anh chị đó. Thằng đó không đáng lên tiếng. Dạ rồi, em có đưa vô Hoa Hồng Cung Chi vô luôn rồi anh chị. Trời ơi, cái này đâu mà bỏ cái tiệc này thôi là quá trời quá đó mấy chị. Vậy là bây giờ anh chị ơi, món hồng bia luôn. Em chắc chắn một điều là cái kèo này tụi nó không có thằng nào dám rớ vô hết á. Em dám chắc luôn. Thôi chúng ta tự chơi đi nha. Em tự chơi đi nha. Đúng không anh chị? Bây giờ vậy, anh chị nào cũng chắc là nếu như anh chị nào quan tâm tới cái drama của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh thì phiên tòa 14 sắp tới thì chúng ta đã biết rồi. Nếu anh chị nào tham gia được, anh chị cứ trực tiếp nhắn tin vào Zalo. Một cái bữa tiệc giao lưu vui chơi nha. Đó, ăn mừng. Ăn mừng nha. Cái này là mình gọi là ăn mừng nha anh chị nha. Đó, ăn mừng. Đó. Thì anh chị nào muốn tham gia ăn mừng cái bữa tiệc đó, anh chị cứ nhắn tin vào Zalo. Góp bao nhiêu thì góp, còn lại bao nhiêu em bao xô. Ok. Không góp cũng được. Thí dụ như anh chị đôi lúc anh chị ở xa mà anh chị thương cái nói chung là rất là muốn ăn mừng trong vấn đề này và rất là muốn để mà có một bữa tiệc mà chúng ta cùng tổ chức. Ok, anh chị cứ tham gia. Đó. 50 trứng ốc vịt lộn, 5 con vịt quay, 1 con heo quay, 5 cái cua đó, nhiều lắm rồi đó, nhiều lắm rồi nha anh chị nha. Nhiều lắm. Đó. Chị ủng hộ nha. Trứng lộn nữa. Có nhiều lắm đó, cho nên là anh chị nào
Anh chị nào mà muốn tham gia cái bữa tiệc đó, anh chị cứ nhắn tin vào cái Zalo. Anh chị bữa giờ anh chị biết rồi, cái Zalo bán hàng của em là Zalo khác, còn cái Zalo này là Zalo khác. Zalo này sẽ sử dụng để chúng ta tổ chức một bữa tiệc ăn mừng anh chị ơi. Lớn nhẹp. Có nhiều đó thôi mà tụi nó ghét em, giống có gì hết anh chị. Có nhiều đó thôi sao hay ra dẻ quá. Có nhiều đó thôi mà tụi nó ghét em thôi, giống có gì hết anh chị. Đó. Mà thật chất đâu có gì đâu ra dẻ đúng không anh chị. Mà cái đám ra dẻ là cái đám đó. Cái đám tụi nó mới là cái đám ra dẻ. Thậm chí bây giờ nè, thằng Thám, thằng Giang bốn lù nó còn lên nó sủa mà anh chị. Coi là coi như là ráng nó lên nó sủa, tại vì nó thấy mẹ nó cũng đang lên. Thì anh chị biết rồi mà cách đây chắc cũng một hai hôm á, thì anh chị biết là cái con Phượng Dê nó lên đúng không, với lại cái thằng gì mà hay đi bên cạnh nó, ngồi dưới bên cạnh nó đó anh chị, nghe nói thằng em hay là thằng chồng hờ gì đó em cũng biết nữa đó. Cái em mở cái clip này cho anh chị nghe này. Đó, cái clip này cho anh chị nghe là anh chị biết ha. À, nhân tiện đây cũng gần cuối phiên tòa rồi Phượng, anh gửi lời đến cho em gì này Phượng ơi nha. Em á, em biết nói cái câu này ruột rà mà thằng cha em không chịu đi tìm. Hả? Mắc mớ gì em cứ bám víu vô cậu em không vậy. Mặc dù bây giờ anh nói thẳng luôn nha, mặc dù là đến bây giờ anh không biết con Hồng Loan là con nuôi hay con ruột, nhưng mà đối với anh nó là con hợp pháp. Hả? Anh cho là con hợp pháp đúng không Phượng? Mà được cậu của em á bồng bế về nuôi từ nhỏ tới lớn, công sinh không bằng công dưỡng, cái câu đó em không biết à Phượng hả? Đó. Em thấy không, chẳng hạn như tại sao anh nói là công sinh không bằng công dưỡng, em thấy thằng cha em không, để ra em từ đó giờ em chưa biết kêu tiếng cha, em thấy không? Mà bây giờ em so sánh đi, cha của em với cậu của em là nuôi Hồng Loan từ bé lớn lên, em thấy không? Thì cái tình thương của cậu em dành cho con lòng Hồng Loan như thế nào? Rồi con Hồng Loan tình thương nó dành cho cha nó như thế nào? Còn em đây, cha em từ đó giờ là ai em không biết luôn. Rồi máu mủ ruột rà của em cũng lo đi tìm. Đó, đúng không anh chị? Giờ này rồi mà con cứ còn mơ tưởng bám víu vô cậu làm gì? Cậu, để cậu yên đi con, nghe. Mẹ con mày bám víu vô cậu mệt mỏi lắm rồi con ơi. Thôi tha cho cậu đi. Còn chút xíu tài sản cuối cùng, cậu ráng đó, cậu bệnh mà cậu không dám bán đó, cậu để cho Hồng Loan đó con à. Nghe. Mẹ con mày tự lo đi con. Cậu đã lo cho con gái mẹ mày 5 căn nhà rồi, ít ỏi gì nữa. Cả ngàn lượng vàng của cậu rồi con. Nhà thờ mẹ con cũng bán luôn rồi con. Còn gì nữa mà con trông chờ ở cậu nữa con. À, bây giờ còn một chút xíu để lại cho con gái của cậu. Mà mẹ con mày cũng bày mưu tính kế vô chiếm đoạt. Giờ này rồi còn quét quét cái gì nữa con. Hả? Cậu á, mà muốn để lại cho con á, là cậu đã làm di chúc rồi con à. Ba cái trò mà tiểu nhân của con, cái lúc mà con quay video được, con nói à, lỡ cậu qua đời đó, à, cậu để cái nhà này lại cho ai, tài sản cậu để lại cho ai, cái trò đó cậu đi trong ruột của con rồi con, cậu đẻ con ra được mà con. Làm sao con lấy mấy cái đó làm bằng chứng trước tòa được con. Nè, thấy không? Bây giờ thôi gì con, sống phải có cội có nguồn, cha con là ai con đi tìm cha con đi con. Đi tìm cha đi con. Rồi lỡ trúng mà gặp cha nhà giàu là con vô mé nghe. Gặp cha nhà giàu thì con vô mé. Chứ bây giờ cậu qua đời rồi con để cậu yên nghỉ đi con. Nghe. Nhớ á, ở cái
Mày biết nói cái từ máu mủ ruột rà mà cha mày mày không đi tìm hả? Biết nói cái câu máu mủ ruột rà mà cha mình không đi tìm để đi báo hiếu cho ông cha mình hả? Đồ cái thứ con mất dạy nè. Anh chị nghĩ đi, đúng không anh chị? Cha nó không bao giờ nó đi tìm để lo coi thử nó báo hiếu cho cha nó làm sao, mà nó cứ lo nó bám vô cậu nó không mày. Ê, cậu Bảy mày cũng là cậu Bảy đó. Cậu Bảy đang bệnh đó con. Sao con không đi qua bám cậu Bảy đi con? Cậu nào cũng là cậu mà con. Cậu Bảy cũng là cậu ruột của con mà. Bây giờ cậu đang bệnh, con qua con chăm sóc cho cậu Bảy giùm cậu một cái con. Hả? Sao vậy con? Đồ cái thứ hám tiền không à? Chị Kiều Trinh cho em xin số điện thoại nha chị. Cái đó là thật sự. Dù gì người ta vẫn với tao nói mà, một giọt máu đào hơn nó đã. Con này nó nói nhưng mà nó không bao giờ nó làm. Phượng á, là Phượng, anh dạy cho em nè. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đó, em biết đó. Vậy là em biết cái câu nói đó đúng không? Bây giờ cha em đã cho em một giọt mà em mới có hình hài ngày hôm nay. Em không lo đi tìm cha để báo hiếu cho cha hả? Đó mới thật sự là cái giọt máu đào của em đó. Cái đó mới là gọi là giọt máu đào đó. Đúng không quý vị? Em nói cái này đúng không? Cha con mới đó là thử ADN đó đó, mới cái đó mới gọi là thử ADN á. Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã nha. Vậy tại sao biết nói câu đó mà cha mình là ai và cha mình bây giờ ở đâu, cha mình làm gì, không lo chăm sóc cho cha mình đi hả? Rồi bây giờ á, còn nếu như mà nói về phía bên ngoài nè, nói về phía bên ngoài chút xíu nha. Con bùm bùm thằng Thành Mỹ không phải là giọt máu đào hả? Sao tụi nó không tham cái giọt máu này, giọt máu lạ? Chứ bây giờ nếu như mà nói con bùm bùm Thành Mỹ cũng là con cháu của cậu đúng không anh chị? Mà sao hai đứa nó không có tham? Mà cái thứ quỷ này máu mủ ở đâu mà nó sao nó tham dữ vậy? Hả? Chẳng những nó tham mà nó còn mưu mô nữa anh chị. Nó tham mà nó còn mưu mô nữa. Anh chị bằng chứng nó rõ ràng nè. Thí dụ bây giờ nếu như nó thật sự là một đứa cháu có hiếu nha, em nói đứa cháu thôi chứ chưa nói tới đứa con đâu. Nó thật sự là một đứa cháu có hiếu thì bây giờ cậu Bảy của nó cũng đang bệnh, nằm lên nằm xuống giật già thở oxy không. Chưa bao giờ thấy nó qua nó thăm cậu Bảy của nó, chăm sóc nuôi nấng cậu Bảy nó đúng không? Vậy đó mà cậu Năm nó qua đời rồi mà nó cứ nhắc hoài thôi à. Phượng nè, quan trọng nhất các con à, là cái người còn sống chứ cái người mất rồi á. Bây giờ á, còn sống con phải cho ăn, chăm sóc, báo hiếu cho cậu Bảy đi con. Để mai mốt cậu Bảy chết đi rồi con cứ nhắc tên cậu Bảy con muộn màng rồi con à. Nha. Đó. Dạ, ok chị như ý nha. Đó là em có tâm lớn. Đó là anh đang nói là phía bên ngoài đó nha. Nhưng mà cái phong tục tập quán Việt Nam hồi đó giờ, mặc dù là bây giờ á là thời đại phát triển rồi thì người ta không có trọng, không có còn là trọng nam khinh nữ nữa. Nhưng mà cái thời mà của mẹ em á, người ta gọi là nữ sinh thì ngoại tộc, biết không? Nữ sinh là ngoại tộc. Đó, xuất giá là tòng phu, mày có chồng rồi mày đi theo chồng mày đi. Đúng không anh chị? Ủa mày làm cái gì mày mà bám vô là đĩa vậy? Đúng chưa? Nghe Phượng, nghe lời anh nói đi Phượng, bỏ đi em, bỏ đi con Hồng Long quà quay nó không kêu sao kê. Chứ mà em mà còn lên nói nữa con Hồng Long mà nó kêu sao kê, cái tiền phóng điếu là chết luôn, là chết. Cái tiền gì không ăn, đi ăn cái tiền phóng điếu, mạt chết Phượng ơi. Mạt chết em, mạt chết. Nói thiệt chứ cái tiền gì không ăn, đi ăn tiền phóng điếu là nó mạt ba đời luôn anh chị. Em nói thật anh chị luôn, em dám nói anh chị luôn, mặc dù sau này drama nó có kết thúc đi chăng nữa đó anh chị nha,
Thì nếu như mà nãy con Phượng mà để lấy lại lòng tin của khán giả, để mà lại lấy lại tình thương của mọi người đó, em nghĩ khó lắm anh chị, khó lắm. Tại vì tham quá mà. Cái tiền phóng điếu đó là cái tiền nó không thể ăn được, mà nó còn ôm về nó ăn là thôi chứ chết rồi. Thôi rồi, nói sơ sơ nhiêu đó thôi, tại bây giờ mà thắng rồi không có kèm nói nữa nghe, thắng rồi nói chi nhiều, đúng không anh chị? Bây giờ là thắng rồi không có nói nhiều nhé, bây giờ là chỉ ăn mừng thôi. Cảm ơn vợ chồng anh Lê Minh bán kem giúp em. Kem gì? Kem đánh răng hả? Không có gì đâu em, không có gì đâu, mày có gì nữa mày gửi tao bán tiếp cho. Chào em Dứt Cảnh nha. Chị Lý Lùng ơi, chị có cho em xin lộn số không? Chị cho em xin lại số điện thoại nha. Chứ em rất mong mấy chị ủng hộ mà. Vậy? Không lý do nào mà chốt đơn. Ai? Để số mà em không chốt đơn hết á. Ai? Chị Bé Lùng. Chị Bé Lùng, chị để lại số điện thoại một lần nữa cho em đi chị. Đôi lúc chị bấm lộn số điện thoại bên em gọi cho chị không được á. Dạ. Ok. Bây giờ dây. Cái số điện thoại ở trên màn hình đó, em để 5 phút nữa, bây giờ em nói chuyện đó 5 phút nữa thôi nha anh chị nha. Bây giờ là ngày 14, nếu anh chị nào tham gia một cái bữa tiệc ăn mừng thì ở đây em xin phép làm người đại diện để tổ chức cái bữa tiệc đó. Thì em cũng nói rõ, anh chị có cái gì thì góp cái đó, anh chị có 50 thì góp 50, anh chị có 100 anh chị cứ góp 100, anh chị có thùng bia anh chị góp thùng bia, còn lại bao nhiêu em bao xô nha. Không lấy tiền đó, có nghĩa là mình nói không lấy tiền là gì, có nghĩa là mình không có cái mức giá. Chẳng hạn như đôi lúc cái phía bên kia nó nói là hộp fan là giá 800 ngàn đó, thì ở đây chúng ta không phải là như vậy, mà ở đây chúng ta làm là theo kiểu là tùy lòng thí chủ đó. Ok, được chưa? Tùy lòng thí chủ đó nha anh chị nha. Thì bây giờ anh chị em mình cứ nhắn tin vô Zalo, anh chị nào mà muốn tham gia bữa tiệc ăn mừng thì anh chị nhắn tin vô Zalo. 5 phút nữa em sẽ kết thúc Zalo, để rồi em sẽ biết được là số lượng bao nhiêu người, để bữa đó em còn đặt nhà hàng nữa anh chị. Đó, cho nó đàng hoàng, mình không tổ chức thì thôi, tổ chức nó phải đàng hoàng, lịch sự và phải vui vẻ, đúng không anh chị? Đó. Đó rồi, cảm ơn chị Long Mỹ một thùng bia, cảm ơn chị. Rồi ai nữa, ai anh chị nào ủng hộ cái gì anh chị cứ comment lên nha anh chị nha. Rồi ở bên Facebook thì có chị Linh Nguyễn là một thùng Tiger. Ok, chị Linh Nguyễn một thùng Tiger, Trần Tuấn một thùng cái gì? Tôi một thùng Sa Ôi với một thùng rượu đế. Ok. Cái gì cũng được. Anh xoài, chị cứ nhắn tin vô Zalo giùm em. Một thùng xoài đó anh. Cái này là mình chơi thật chứ không phải giả, và cái này là thật nha anh chị, đàng hoàng nha. Đó. Anh chị nào tham gia cũng vậy, nếu như anh chị nhắn tin vô Zalo thì anh chị lớn rồi nha, đừng có chơi mà bùm kèo nha. Chơi mà bơm hàng là em đặt nhà hàng là tội nghiệp cho em. Đó, nha anh chị nha, chơi mà bơm hàng là em đặt nhà hàng là tội nghiệp cho em nha. Đó. Chị Thi Diễm Lê 20kg ổi. 20kg ổi là coi như là trái cây đuổi khách về luôn đó, món cuối cùng đó. Ok. Thì bây giờ mấy chị cứ nhắn, anh chị em nào tham gia thì cứ nhắn vào Zalo cho em, rồi em sẽ đặt nhà hàng, em gửi vị trí của cái nhà hàng đó vào Zalo cho anh chị luôn. Ok chưa? Chị Huỳnh Hoa một thùng nữa nè, một thùng bia nữa nè. Chị Huỳnh Hoa một thùng bia, thank you chị. Ok chị nè. Một con hà mã được không anh? Ô, con heo đó ăn không được đâu chị ơi. Con heo đó mà đãi tiệc là coi như là mọi người ói chắc phải 8 tháng nha. 5 lít rượu bưởi. Bia rượu nhà hàng không cho vô. Dạ cái đó là mình nói là một thùng bia, có nghĩa là mình quy ra cái giá trị của cái thùng bia đó thôi, chứ không phải là mình ôm thùng bia tới cái nhà hàng của người ta mấy má. Trời ơi, chơi kiểu đó mấy giang hồ coi ra gì. Thí dụ như nói là chị thùng bia, thì bây giờ thùng bia nhiêu mấy chị cứ bỏ vô thùng bia là được, đúng không? Đó là được, nghe mấy anh chị nghe. Chị Yến Vi Trần là 2 thùng hay là kem nữa nè. Trần đó chị Yến, chị Yến hả? Chị Yến Vi Trần 2 thùng kem nè. Chị Nguyễn Ngân 5 thùng bia nữa nè. Trời ơi, chết rồi. 5 thùng bia anh chị thấy chưa? Chị Bích Huyền một con vịt quay nè. Trời ơi, tôi 20 con lê lê, má ơi đừng có đãi lê lê, đừng có đãi lê lê, bà đem lê lê về đi. Bữa tiệc đó là nhất quyết nè, bữa tiệc đó là không nhận lê lê nè. Không nhận heo tay xanh nè. Không nhận khỉ mít mốt nè.
nhận những cái thể loại mà những cái con thú mà mặt chuột mỏ dao rồi đó, những cái đó là không nhận hết đó nhé. Yeah. Em cá bảy màu không nhận luôn, đừng có hùng vô mấy con đó nhé. Yeah. Để cho ta chơi vui vẻ. Kiểu bé màu thùng ba số 3 nữa nè. Ok, thank you chị. Ok, tai thỏ mặt dê mỏ dơ gì rồi bỏ hết, khỉ rồi bỏ hết cho tôi. Xoài non chịu không? Xoài non xoài thúi thúi lắm. Ổi đi 10kg xoài non. Bữa đó trái cây là phải ăn ổi ăn nho chứ đừng ăn xoài. Nghe yeah. Dứt điểm bữa đó là xoài là phải loại ra một bên. Nghe yeah. Dạ có bánh chưng ngày mai em có bánh mới nha mấy chị. Hôm nay vừa gói xong á. Chị dạ đúng rồi chị Điên Điên ơi, Zalo là Hoàng Linh Linh là Zalo của vợ em đó. Dạ lên của em. Chị Hồng Điệp ơi, chị ăn bánh ngày mai em có bánh mới, chị để số với em nha. Em đã nói rồi, những cái con đó là vi này đó, xoài này, le le này, heo này, khỉ này, mặt thỏ mỏ dơi, đại loại là mấy con mà nó có cái hình hài gì đó không nhận, không đẩy. Rồi răng khôi một thùng bia trí cảnh hùng 5 triệu cái anh mau trời ơi. Trí Cảnh, mày bán kem đánh răng lời dữ lắm hay sao mày hùng 5 triệu vậy Trí Cảnh? Chị Huỳnh Mai nè, 5kg cua gạch nè. Chị Huỳnh Mai 5kg cua gạch, trời ơi, chết luôn. Chết, chết, bữa đó là vui lắm đó anh chị ơi. Sữa, hồng sữa giảm cân được không? Sữa đó không phải giảm cân đâu anh chị. Thôi, bữa loại luôn đi, Rồi. Bữa đó là mình dùng bia, dùng rượu hay là dùng nước ngọt rồi này nọ với ai uống sữa nè. Kỳ lắm. Dừa tươi được không? Nước dừa uống không có tốt đâu anh chị. Nước dừa uống không có tốt nghe. Nghe, cho nên là bữa đó Yến Bi hùng cái gì em ơi? Nãy giờ đừng có làm lơ nha. Em một thùng tay gơ, cảm ơn anh. Anh chị Nguyễn Sơn nha. Chốt hai cái bánh chưng cho chị An nha. Rồi, ok, cười chắc chết với ông Lê Minh anh. Không, cái này là sự thật anh chị nha. Anh chị đừng có nghĩ là anh chị nào mà tham gia bữa tiệc đó thì anh chị cứ nhắn vào Zalo. Cái này là tùy hủy đó, có nghĩa là anh chị có bao nhiêu, 50, 100, 200 gì cũng được. Cái đó có nghĩa là chúng ta chơi, anh chị cứ tới chơi, giao lưu để mà chúng ta ăn mừng, gọi là như vậy. Thì nếu như anh chị nào tham gia đó được á anh chị nha, thì cứ nhắn tin vào Zalo cho em để em biết số lượng người tham gia để em đặt nhà hàng nha anh chị nha. Chứ không phải cái này không phải là nó chơi hay là nó khoác lác trên mạng đâu. Cái này là sự thật anh chị nhé. Cho nên anh chị nào tham gia được thì anh chị cứ nhắn tin cho em nha. Nhắn tin vô rồi cái bơm hàng tôi đi. Hai vợ chồng vô ăn thấy muộn rồi. Hai vợ chồng tôi ăn cắm đầu cắm cổ là chết luôn á. Nha. Dạ em chốt đơn chị Phương Nguyễn. Cảm ơn chị nha. Ngày mai có bánh mới nha. Người ta hỏi tôm kìa. Dạ tôm hả? Rồi bây giờ thì đủ chưa? Được chưa anh chị? Cái cảnh mới bơm hàng nữa kìa. Không, bán hàng online bị bơm hàng là chuyện bình thường, đừng có buồn em. Chuyện bình thường, không có gì phải buồn hết á. Đó, chuyện bình thường. Thanh Sơn ngay một thùng Tiger vé nè. Trời, quá trời luôn, ở xa nên không thôi, giá rồi. Nói chung bữa đó là chương trình là như thế này. Vẫn phải có nhạc, có ơ đồ, hát nhạc sống đồ, tổ chức nhạc, phải có nhạc đồ hoành tráng anh chị. Đó, rồi cái chương trình đó thì chúng ta nên mời những nghệ sĩ hạng bét thôi anh chị, nha. Nói chung là chúng ta nên mời những nghệ sĩ hàng bét thôi, chứ đừng có mời ca sĩ hàng A. Ca sĩ hàng A đưa 200 đô nó lấy luôn á. Cho nên là mình mời những ca sĩ hàng bét thôi nghe. Đó. Rồi em chốt đơn chị Hồng Đẹp nha. Ừ. 100 trái dừa kìa. Mua nhà 60 tỷ đi, cộng đồng mạng ăn mừng được không? Mua nhà. Cái gì? Mua nhà. Bà Diên Trần bắt comment cái quần què cho tôi không hiểu gì các bạn. Mệt quá. Nhà 60 tỷ của bà đây mệt quá. Chị thêm 1kg mực khô. Mực khô nhậu bia là ok đó chị Nguyễn Ngân ha. Một lốc nước tương. Tiếc quá chị ở xa đi không được. Dạ ok, chị nào đi không được không sao. Nhưng anh chị nào tham gia được cứ nhắn tin Zalo giùm em nha. Rồi bây giờ thì số Zalo này em gỡ bỏ nha. Rồi bắt đầu là kết thúc chương trình nha. Có nhiều chơi nhiều nha. Rồi mà chị Nguyễn Lê nè nhà. Cùng 5kg sò, tại nhà mình cao sò. Ok chị. Có cái gì góp cái đó, nói chung đồ ăn á thì được nha. Cái nhà nó vườn nha chị. Đồ ăn thì được, tại vì đồ ăn mình đem tới nhà hàng thì mình nhà hàng nó sẽ set up cho mình, nó nấu nướng cho mình rồi bắt đầu nó tính phụ phí, không sao nha. Nó sẽ phụ phí. Cái vấn đề mình đem đồ ăn tới nhà hàng nó sẽ nấu cho mình rồi nó phụ phí. Cái vấn đề không có gì hết anh chị. Còn riêng bia á, là ủng hộ bia là quy bằng tiền nha. Chứ đừng có ôm thùng bia tành tành vô nhà hàng của ta như mấy má.
chết luôn à. Em hai tiếp kem đánh răng, hai tiếp kem đánh răng 540 ngàn. Ok, trời, vâng, còn chê nữa đúng không? Hai tiếp kem đánh răng là 540 ngàn lượng anh chị đó, trời ơi. Rồi số Zalo này em xóa nha anh chị, số Zalo này là em xóa để em đưa cái số Zalo bán hàng của em 0918833. Nhận được cá cơm rồi Lê Minh ơi, cảm ơn chị lời thêm nha. Chị đặt hàng 3 bữa gần tới chưa? Dạ chắc gần tới rồi đó. Chị rượu chị Trường Nguyễn ơi. Công nhận cái tiệc này rất là hoành tráng luôn á. Tiệc này bao vui. Thật sự luôn, tiệc này bao vui. Nha. Có chị để cho ủng hộ 100 cái bánh ngọt nữa nè. 100 cái bánh ngọt nữa hả? Đúng rồi, có trái cây rồi có bánh ngọt tráng miệng luôn nha mọi người nha. Để em gọi tới ca sĩ Hàng Bét coi. Để em gọi ca sĩ Hàng Bét tới, bữa đó phải có ca sĩ Hàng Bét, vợ chồng ca sĩ Hàng Bét chứ. Đúng không? Và mình phải làm phải có ca sĩ Hàng Bét. Dạ em cảm ơn chị Thanh Tâm nha, nhận được nước mắm rồi ngon lắm. Dạ ăn nhanh nhanh nè, tiếp tục ủng hộ em nha chị. Mình ở miền Nam là tham gia luôn. Dạ em ở miền Trung mà em cũng vô đây chị. Quẩy bây giờ mơ. Chào ca sĩ Hàng Bét nha. Ok, chào ca sĩ Hàng Bét. Bây giờ về tình hình gì ca sĩ Hàng Bét ơi? Tôi thấy bà con mình hưởng ứng trong cái vấn đề mà cái bữa phiên tòa quá nha. Bây giờ là tôi tính là tôi đứng ra tổ chức một cái bữa tiệc cuối phiên tòa. Thì bữa tiệc cuối phiên tòa đó là tôi sẽ đứng ra tổ chức nha. Không, thì tôi đứng ra tôi tổ chức, tôi mời vợ chồng ca sĩ Hàng Bét. Vậy thôi. Em nghe, dạ, ca sĩ Hàng Bét nghe. Rồi bây giờ như vậy, anh mời hai vợ chồng mà cuối phiên tòa bữa 14 đó là mình anh sẽ liên hệ với Huy Lê coi cái nhà hàng nào mà có cái phòng VIP rộng rộng hoặc có sảnh rộng rộng á. Để mình đặt một cái. Bây giờ anh khỏi mời, khỏi nói gì hết, đây nè. Cái người này không có cho anh mời gì nữa hết á. Ai? Bây giờ vậy nè, đã bước vô tới đất Sài Gòn thì không có cho mời nữa nha. Tôi nói rồi nha. Nữ tướng drama. Anh đang like đó đi ơi, anh đang like. Tới Sài Gòn là đi lo, không có ai mà lo đứng ra hết trơn, không có được quyền lo nha. Oh my god, anh chị ơi, chết rồi. Rồi. Anh đi không có cho đâu, anh khỏi có lo nữa. Không, anh đang like. Cái này là tụi em á là lo cái bữa 12 sinh nhật của em là ok rồi, còn cái bữa phiên tòa là có khán giả đồ này nọ nữa, đầy đủ khán giả nữa, cả mình vui vẻ với khán giả đã theo cái drama này. Anh rất là muốn có một cái bữa tiệc mà để mình chào đón khán giả đó. Dạ thôi anh cứ vô đi. Dạ, anh đã lo tụi em nhiều lắm rồi, anh vô đây đi rồi chị. Anh chị lo cho anh lo nữa nha. Hồi bữa giờ anh đã tốn 2 tỷ với em rồi. Đâu có đâu, con tỷ chín nè, chưa tới. Hồi nãy anh nói cái vụ mà anh cãi này nọ đó, em đâu có giữ kinh tế đâu nên em không thể nào mà nói được chuyện đó. Em mới đưa vô cái cái sắt ở nhà em. Không, ca riêng ca sĩ riêng. Em vẫn có được cho anh vụ gái, ok chưa? Gái hả? Chết cha gái, nếu như mà nếu như mà tí mà lo cái vấn đề gái gú rồi chắc tôi phải bỏ bà hoa hậu bán tôm ở nhà chứ. Bây giờ mà tí mà lo gái mà tôi dắt hoa hậu bán tôm đi là chết luôn á. Okay. Mần ăn được cái gì? Kệ cho em vô đi, em chơi với Bích Trâm. Rồi. Dạ. Chào Huy Lê. Rồi vậy nha Huy Lê nha. Rồi vậy nha. Rồi ok Huy Lê. Thấy chưa anh chị? Đó. Bữa đó là mình chơi với ca sĩ Hàng Bét thôi, đừng có chơi ca sĩ Hàng mệt lắm anh chị. Đó. Nha. Yeah. À chị cái gì AO Samsung góp 200 USD. Ai vậy? Giúp nghe giúp đi. Oh my god. Đang ngầu hay sao mà. Wow. Oh, hello má Tư. Hello má Tư. Má Tư má, ở trong drama này là má Tư là người lớn nhất, má phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Trời ơi, nguyên một đại gia đình
Trời ơi, lấp dữ vậy hả? Quý một đại, có một mớm đây nè. Ờ, hello em. Chúc mừng nha. Hello em. 12 anh có mặt, 12 anh có mặt. 12 anh có mặt. Ok em. Nếu không có mặt ngày 12 là em sẽ bóc phốt. Bậy bậy. Chân rất là ngon. Anh hứa có mặt là... Trong quần mà. Chao ba em ăn rồi nhai luôn bụng chao. Ăn cho giường nhai luôn bụng chao. Sẽ bóc phốt như vậy. Cảm ơn em nhiều. Ok em, mọi người vui vẻ nha. Dạ. Ok. Rồi, rồi bye bye em. Dạ. Trời ơi. Dạ đây. Chị cũng là fan về chồng Lê Minh. Cảm ơn chị. Rồi mọi người. Cũng mua bánh chân luôn nha. Ok. Ai cũng ăn bánh chân, tôi sẽ bóc phốt bánh chân rất là ngon. Thôi thôi thôi, đừng bóc phốt tội nghiệp anh. Mình là bán online với mình là ca sĩ chứ phải là mình làm cái lương đâu, đừng có hò quá. Đừng hò. Đừng hò. Không lâu lâu. Lâu lâu cũng phải hò bữa Huy ơi. Sức khỏe lâu lâu cũng phải hò bữa. Rồi ok. Ok. Ok, bye bye nha. Bye bye em. Okay. Rồi, chúc gia đình ngon miệng nha. Dạ, dạ. Trời ơi, chết rồi anh chị ơi, chết rồi, chết. Kiểu này là vui chết luôn anh chị ơi. Vui lắm luôn á. Chị một hộp chao với cá cơm. Dạ, ok chị Duy Nguyệt, em chốt lên nha chị ạ. À, nếu anh chị, mấy đứa em dễ thương lắm anh chị. Cho nên là, ai gọi đó, giờ này ai gọi nữa, chị không biết, chị không biết em like cho... Chị ủng hộ 10 con vịt trâu quá. 10 con vịt anh chị. Vậy là nãy giờ là 15 con rồi. Ừ, Lê Minh đọc tin nhắn Thúy Hằng 10 hộp da heo giá mất. À, nãy giờ em chưa bán hàng mà. Chưa bán hàng. Dạ nhắn tin giúp em nha chị Thúy Hằng nha. Nhắn giờ cái số điện thoại. Chưa bán hàng. À, em họ anh có bầu rồi kịp. Nó quái thầy á. Nó mà có bầu là nó là ác quỷ. À, dạ có nha chị, hàng em ship toàn quốc nha chị Thanh Tân nha. Em vui anh chị, chưa gì mà em mới lên chương trình cái là anh chị thấy không, tụi em nó cũng ủng hộ đó, mấy đứa em cũng ủng hộ liền theo anh chị đó. Thật chất em nói thật anh chị luôn, em làm cái chuyện này á là muốn làm cái chuyện này là mình tổ chức gọi là mình ăn mừng cái phiên tòa thắng thôi, nhưng mà điện tới tụi em nó anh coi như là vô là để tụi em nói anh chị thấy không? Gồm anh chị, cho nên là vấn đề này anh chị yên tâm nha. Bữa đó là anh chị phải có mặt nha. Anh chị nào tham gia thì cứ nhắn Zalo em nha. 14 tháng 11 bác đơn rồi. Đơn tố có hiệu lực nha. Hiệu lực gì cũng ok hết á. Em nói phiên tòa đó thắng 100% nha. Nói chung là vậy đi. Nó có bầu kìa che nó. Đúng rồi, nó có bầu kìa che nó. Rồi bây giờ như vậy. Em hay hủ chao nha. Trời ơi, cái con quỷ trăm nó mới nói ủng hộ nghe. Nó mới quảng cáo cái làm anh chị em ủng hộ em quá trời nha. Rồi bây giờ anh chị ơi, trước khi mà tới chương trình văn nghệ đó thì sẽ có một cái chương trình gọi là kiếm cơm. Đó, anh chị nha. Bây giờ anh chị xem YouTube thì nó phải có quảng cáo. Dạ. Bây giờ là cho em chút xíu. À, Hiếu Thanh rồi. 50 bàn nha Lê Minh. Đợi số bán hàng giùm em đi. Hả? Rồi mà. Chưa mà, nó còn vẫn hàng kìa. À. Còn chưa đổi số bán hàng hả? Ừ. Rồi, ok chưa? À, chút xíu nữa em xuống like, em sẽ coi lại cái bên Zalo. Đó, để bao nhiêu người em biết, em tổ chức, em đặt nhà hàng, nhà ơ rồi anh chị. Đó, chúng ta làm một cái bữa cho nó hoành tráng, vui vẻ. Bây giờ, em nói thật với anh chị như thế này. Chúng ta đã tham gia cái drama này. Và chúng ta chưa gặp được nhau để mà có một cái bữa tiệc vui vẻ, đúng không ạ? Gọi là một bữa tiệc vui vẻ. Đó, tứ hải giai huynh đệ mà, đúng không anh chị? Đó, thì anh chị nào tham gia được thì chúng ta cùng tham gia bữa tiệc đó cho vui nha. Và bây giờ thì thôi, mình gác lại chuyện đó. Bây giờ cho em kiếm cơm chút xíu. Dạ, cho em kiếm cơm nha anh chị. Bây giờ cho em kiếm cơm được không ạ? À? Được không anh chị ơi? Được, comment được giùm em cái đi ạ. À, theo tình hình chắc phải 2 đến 30 bàn. Dạ, 2-30 bàn bình chuyện bình thường mà. Em dự tính là cái chuyện đó là chuyện bình thường luôn á. Thật sự đó anh chị.
Dạ giữ chưa, giữ chưa, quay bơ Nguyễn Bảo Ngọc, dạ Út Bé Kỳ An, dạ rồi. Dạ rồi, bây giờ em giới thiệu sơ qua cái là tới chương trình văn nghệ anh chị nha. Chốt đơn, chốt đơn anh chị ơi. Được, dạ được nha, cho em mà quảng cáo bán hàng kiếm cơm chút xíu anh chị nha. Dạ làm thì làm cũng phải lo kiếm cơm, không kiếm cơm là đói chết anh chị nha. À bây giờ thì đầu tiên là cái này là cá cơm bòm, thì anh chị biết rồi, cá cơm bòm là một loại cá cơm xuất khẩu anh chị nha. Cá này là không có xương, anh chị mua về có thể là kho tiêu này, à, chiên trứng này, sốt cà chua này, làm gỏi này, nấu canh chua này, canh rau, canh bầu, canh bí này, 390 một ký anh chị nha. Anh chị ủng hộ em một ký, nửa ký gì cũng được hết. Nửa ký em cũng ship anh chị. À, sản phẩm thứ hai, bữa nay vẫn chưa có tôm khô biển loại lớn luôn anh chị nha. Thì cái này là tôm khô biển loại nhỏ, 650 một ký anh chị nha. Tôm biển anh chị ăn khác hoàn toàn với tôm nuôi, nhưng mà quan trọng là màu nó không có đẹp nha anh chị nha. Tại vì tôm bên em là không có tẩm màu, là tôm biển là 650 một ký. Anh chị bên YouTube ủng hộ em thì nhắn tin vào Zalo giùm em nha. Anh chị bên YouTube ủng hộ nhắn tin Zalo giùm em, còn anh chị Facebook á, thì để lại số điện thoại giùm em. Dạ. Dạ. Đó. À, sản phẩm thứ ba là nước mắm cốt nhĩ. Nước mắm cốt nhĩ là 250 một thùng 6 chai, anh chị mua 4 thùng em tặng thêm một thùng nha anh chị nha. Nước mắm cốt nhĩ, dạ. Chết nha. À, chết Hà Lê Minh bàn mấy triệu đó Lê Minh. Trời ơi, em nói thẳng anh chị, em không ngại gì đó đâu anh chị. Anh chị đừng nghĩ em bán nước mắm, bán tôm khô mà anh chị nghĩ là em là hai lúa. Mà thiệt là em hai lúa thiệt. Nhưng mà em không chơi thôi, chơi chơi là mày chơi cho nó nét. Anh chị yên tâm đi nha. Ok. Dạ, nhắn tin giúp em nha chị nha. Nhắn tin vô số điện thoại trên màn hình đó chị. Rồi, à, sản phẩm thứ 4 là đây là bánh chưng. Bánh chưng là... bánh chưng là 220 một cặp. Một cái của nó là nặng từ 1,5kg đến 1,8kg anh chị nha. 1,5kg đến 1,8kg bánh chưng nha anh chị nha. Đây là bánh chưng nhà làm anh chị nha. 220 một cặp em miễn phí ship. Rồi, ngoài ra thì bên em có những sản phẩm ăn giặt này anh chị. Em nôn tới ngày đó quá anh chị, nôn tới ngày đó quá. Nôn hả? Nôn luôn anh chị. Em chứ ơi, bây giờ em nói thật anh chị, làm hoài, cắm đầu làm hoài, không có thời gian đi chơi, đi giải trí gì hết trọi trơn á anh chị. Đó thì cũng làm hoài, chết không mang theo được cái gì đâu anh chị ơi. Đó nha. Yeah. Rồi. Em cảm ơn chị ăn rồi nha. Cái này là da heo lắc muối ớt. Cái này là một hũ là 65.000. Mắm chua Tây Ninh. Mắm chua Tây Ninh được làm từ con tép đồng và cá lòng tông đồng anh chị nha. 100.000 ba hũ mắm chua. Dạ. Đó. À, mắm ruốc. Mắm ruốc xào thịt ba chỉ. Đây là món mới nha mấy chị. Món mới anh chị nha. Cái món này là vợ em mới làm luôn anh chị. Đây, bà vợ em làm này anh chị. Thí dụ như làm không có cay, mà khi anh chị về anh chị muốn ăn ớt đó, thì anh chị cắt ớt vô nha. Cái này là mắm ruốc xào thịt ba chỉ anh chị nha. Anh chị có thể là ăn trái cây, ăn bánh tráng, ăn cơm nha. Đó, anh chị bốn chén cơm nóng rồi mắm ruốc dứt ra đó, hoặc là trái cây xoài ổi cóc gì đó đó anh chị ruốc. Một hũ là nửa ký mấy chị, rất là nhiều thịt luôn nha. Em làm thịt ba chỉ, một hũ nửa ký là 150 anh chị nha. Cái này là xào thịt ba chỉ nha. Trời ơi, ngon quá. Mắm ruốc xào thịt ba chỉ 150 một hũ anh chị nha. Ăn cơm ngon mấy chị. Dạ, còn củ cải bỏ mắm là 50.000 một hũ đó. Ba hũ mắm đó chị, vô mi cha. Còn này là mắm cá thu 65.000 một hũ. Em chống đơn với chị Thiên Thanh. Cái này là cá khoai 65.000 một hũ. Cá khoai rim mấy chị nha. Cá khoai rim 65.000 một hũ. Không có mặn nha mấy chị, không có mặn. Cá cơm bòm rim 95.000 một hũ. Trời ơi, bán ba cái đồ lặt vặt, bán kiểu này sao giàu trời. À, cái này là chao môn Tây Ninh 70.000 một hũ. Ăn xoài rõ ràng. Còn cái này là muối ớt Tây Ninh. Đó, muối ớt Tây Ninh là 90.000 một hũ. Đó. Mắm chua cho chị Út Bé. Đặc biệt là cái mắm ruốc này, bữa nay là món mới, chị nào chưa ăn món mới bên em thì bây giờ món cái này là món mới nha anh chị nha. Em sẽ ưu tiên 150.000 một hũ nửa ký như thế này. Anh chị nào ăn thử thì cứ để nhắn tin cho em. Em mấy chị, đây là lần đầu tiên mà anh chị nha. Thì đây là món mới, anh chị cứ mua một hũ em miễn phí ship cho anh chị luôn. Ok. Một hũ ăn thử em miễn phí ship cho anh chị luôn nha. Được chưa anh chị? Mấy chị cứ để làm mắm ruốc. Cái này là mắm ruốc kho với thịt ba chỉ anh chị. Đó, nha anh chị nha. Làm với thịt ba chỉ. Dạ. Anh chị bên Facebook để số điện thoại giùm em nha. Một hũ mắm ruốc em cũng miễn phí ship cho anh chị luôn nha. Mắm ruốc cũng không dạ. Hoặc là anh chị ăn với bánh tráng rồi anh chị lấy cho chị hũ chao, bánh chưng, ba hũ mắm chua. Dạ rồi, chị Lê Long nhắn tin Zalo giùm em nha. Dạ. Không có thời gian mà xuống bếp với chị. À, cơm dạ. Nóng rồi, ăn trái dưa liêm thôi. Hoặc là ship đi là Đài Loan không có nha chị Sally nha, có nha chị nha. Bên Facebook để lại số điện thoại giùm em đi anh chị Lê Tuyền ơi. Dạ, bên Facebook nhớ để lại số điện thoại giùm em nha. Em gái ăn gì vậy? Dạ cái này là mắm ruốc này anh chị, mắm ruốc kho thịt ba chỉ. Đó, làm như thịt ba chỉ. Cái này anh chị cứ về để ngăn mát tủ lạnh ăn hoài luôn nha anh chị nha. Ăn cỡ nửa tháng nha anh chị nha. Dạ.
À, chị Hụ mắm ruốc một hộp cá khoai, nửa ký tôm khô. Dạ rồi chị Phượng Nguyễn Thị Bích, nhắn tin Zalo giùm em nha chị gái nha. Bên bên YouTube thì nhắn tin Zalo giùm em. Chị có đặt bánh chưng củ cải bên Zalo ngày hôm qua sao chị chưa thấy chút đơn? À vậy hả chị Lương, Lương Thiền ơi. Chị hôm nay dạ. Nhân viên nghỉ việc. Hôm nay chủ nhật á, nhân viên nghỉ làm việc á chị. Không mua thì thôi. Mất gì kêu người ta không mua. Dạ đúng rồi. Mình không mua thì thôi. Đúng không anh chị? Được, đúng không? À, đừng ai mua đồ lừa đảo. Dạ chị Tâm Lê Hữu ơi, thí dụ như chị muốn nói em lừa đảo á thì chị ghét chị thương gì đó là quyền của chị, nhưng mà cái từ lừa đảo chị phải dùng cho nó đúng. Chẳng hạn như em bán hàng á, em không có yêu cầu ai đặt cọc hết đó chị. Chị ghét hay là chị thương đó là quyền của chị nha. Nhưng mà cái vấn đề em bán hàng, em gửi hàng tới, anh chị được quyền. Chẳng hạn như cái hũ mắm ruốc này em gửi tới, anh chị cứ ăn thử đi nha, ăn thử rồi trả tiền cho em cũng được, trả tiền cho shipper nha. Còn thí dụ như anh chị không đồng ý thì trả lại cho shipper không sao đâu. Em bán hàng dễ lắm anh chị, thiệt sự luôn á. Cho nên cái vấn đề mà chị nói là đồ lừa đảo hay là thằng lừa đảo, vợ chồng là thằng lừa đảo này nọ rồi đó. Chị ơi, mình lớn rồi chị, cái từ lừa đảo nó nặng lắm á. Mà cái từ đó mà nếu như mà chị nói lừa đảo mà vợ chồng em không có lừa đảo là cái đó nghiệp chị mang tội chị. Em sợ là chị mang cái nghiệp thôi. Chứ còn cơ bản chị nói em lừa đảo mà em không có lừa đảo thì em đâu có ngại ngùng gì đâu. Em vẫn ngẩng cao đầu em sống thôi đúng không ạ? Nhưng cái nghiệp mà chị thốt ra đó, chị biết không? Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chị, rồi gia đình chị, con cái của chị nữa, tội nghiệp cho tụi nó nha chị nha. Mình lớn rồi, cái gì có thì nên nói, còn không có thì đừng có gây nghiệp như vậy. Đôi lúc mấy chị nói là tại sao tôi đi cũng đi chùa, tôi cúng chùa đồ này nọ, tôi lạy Phật này nọ, mà sao gia đình tôi cứ lúc nào cũng lủng củng, không vui, rồi tiền bạc thì không có. Cái đó chị, do cái nghiệp đó. Cái miệng của chị ăn vu khống người khác như vậy đó, cái nghiệp đó nặng lắm á chị nha. Thấy nhiều người ủng hộ chị ganh tị á mà. Chị Hoa Võ, dạ. Xin số điện thoại nha chị. Cho em xin số điện thoại chốt đơn nha. Một bánh chưng, dạ. Anh chị có quyền, anh chị ghét tôi, anh chị chửi tôi như thế nào cũng được tùy anh chị. Nhưng mà tôi vẫn ngẩng cao đầu tôi sống thôi, nha. Đó, cái chuyện đó anh chị muốn chửi sao không được. Nhưng mà thí dụ như anh chửi, anh chị nói người ta mà nếu như người ta có thì không sao. Mà cái chuyện mà người ta không có là cái nghiệp anh chị phải lãnh. Nè, không sao anh chị. Chị Nga Phạm ơi, cho em xin số điện thoại chốt đơn nha. Chị Lương Thảo, ăn hết đi, ăn nhanh đi, em gửi tiếp. Dạ rồi, ok. Đây là món mới, cái này là mắm ruốc, vợ em mới làm hồi chiều luôn mấy chị nha. Món mới nha, thì 100 mắm ruốc kho thịt ba chỉ nha. 150.000 một hũ nửa ký nha anh chị nha. Thì anh chị biết rồi, thịt ba chỉ, thịt ba chỉ á, mua về phải luộc với lại cái nước thơm này, rồi sau đó để ráo này, rồi sắc nhỏ ra này, rồi phải tao lại cho nó săn cái miếng thịt này. Đó thì anh chị nghĩ đi, một hũ mắm ruốc này là đó là anh chị biết bao nhiêu thịt ra hôm nay rồi ha. Cho nên là cái này là 150 một hũ nửa ký anh chị nha. Đầu tiên cái này thật chất là anh chị mua một hũ là em chưa miễn phí ship đâu, nhưng vì để cho anh chị ăn thử em miễn phí ship cho anh chị luôn nha. Một hũ mắm ruốc ba chỉ là 150 đó. Rồi cá khoai rim 65.000 một hũ. Anh chị có thể mua một thứ hũ hũ để dành ăn nha anh chị nha. 65.000 một hũ nha chị. Cá khoai rim là 65.000 một hũ. Cá cơm bồm rim 95.000 hũ. Da heo lắc muối ớt 65.000 hũ. Cha môn Tây Ninh 70.000 một hũ. Muối ớt Tây Ninh 90.000 một hũ. Củ cải bỏ mắm 50.000 một hũ. Mắm chua Tây Ninh 100.000 ba hũ. Đó. Mắm cá thu 65.000 một hũ đó. Rồi tôm khô biển nha anh chị nha. Tôm khô biển em cam đoan anh chị, nếu không đúng tôm khô biển anh chị cứ ăn thoải mái, không đúng cứ trả lại cho shipper nha. Mắm chua 650 một ký. Mắm chua mấy chị ăn với lại thịt luộc cuốn với lại đậu rồng này, hoặc là ăn với lại bún rất là rồi ngon. Còn cái này là cá cơm bồm 390 một ký. Con cá này là cá cơm bồm xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản 390 một ký. Bánh chưng là 220 một cặp anh chị nha. Bánh chưng nếp dẻo nhưng là đậu xanh, thịt nạc, thịt ba chỉ anh chị nha. 220 một cặp, một cái của nó nặng từ 1,5 kg đến 1,8 kg anh chị nha. Đó. Rồi nước mắm cốt nhĩ 250 một thùng. Một thùng như thế này là 6 chai, 1,5 lít, 4 thùng em tặng thêm một thùng. Anh chị bên YouTube nhắn tin vào Zalo giùm em anh chị nhé. Dạ, ngày mai dạ. Em sẽ gọi lại cho chị với chị Dung Nguyễn nha. Còn anh chị bên Facebook để lại số điện thoại giùm em nha. Bao ăn luôn, em nói thật luôn, mắm ruốc này là bà vợ em đã làm cực kỳ ngon anh chị nha. Rồi, ngon lắm. Chị Thiên Thanh, em chốt đơn mắm ruốc anh chị có thể là mắm ruốc mà thịt ba chỉ nè, anh chị có thể là ăn cơm nè ha. Trời ơi, mấy bà mà đi làm văn phòng đồ mấy bà bỏ dít miếng mắm ruốc đó. Rồi ơi, có thịt ba chỉ rồi trong đây đầy đủ hết á. Nhưng mà mỡ là em thắng cho mỡ ra nên nó không có mỡ nhiều đâu mấy chị. Hoặc là mấy chị ăn xoài nè, mấy bà buồn buồn á, xoài nè, cóc này, ổi này, quết mắm ruốc vô ha. Trời ơi, quết mắm ruốc vô. Hai cái bánh chưng cho chị, trên năm chốt rồi
Vốn rút rồi, hai con chân. Mấy cái món giặt này là tự tay em làm nha, mấy chị ủng hộ em nha. Ăn có gì mấy chị góp ý giúp em à. Cái này là vợ em tự làm anh chị nha. Em không ăn cay nha mấy chị, mấy chị ăn cay về mấy chị cho thêm ớt vào nha. Dạ anh chị được quyền ăn thử, dở trả lại cho shipper vậy thôi ha. Còn mấy ông bà nội cứ ghét tôi cứ chữ ok. Dạ em chúc chị Oanh Dương, chúc đồng chị Lan Thái. Dạ anh chị bên Facebook để lại số điện thoại giùm em, anh chị bên YouTube á nhắn tin vào số điện thoại Zalo giùm em. Dạ trời ơi, bán nha chị mắm rút dạ mắm đây rút ba, mắm thịt xào thịt ba chỉ nha là 150.000 dạ của em miễn ship nha, đầu lai này miễn ship ăn rồi ngon mua nữa. Dạ em bảo đảm mấy chị luôn, mắm rút này mấy chị mà ăn rồi mấy chị mua nữa. Dạ mày càng chê hàng Lê Minh dở thì khách hàng càng mua nhiều. Dạ cảm ơn chị Minh Nguyễn, em nói thiệt anh chị nha. Dạ cảm ơn anh chị nha. Rồi em chốt lên chị. Trời ơi mắm ruốc mà anh chị mà chấm với cốc với ổi với xoài thôi cốc, thôi thôi chơi. Ăn cơm nha. Dạ. Anh chị ăn cái dưa. Cái này là vợ em làm không cay để cho con nít ăn được. Nếu như anh chị nào ăn cay thì về cắt ớt dầm ớt vô thêm nha anh chị nha. Đó, nha. Cái này là vợ em làm là một theo một cái vị Trung, miền Nam ăn cũng được mà miền Bắc ăn cũng được luôn. Đó, em á, em là người miền Trung thì em đã ăn cái ẩm thực miền Bắc như thế nào, em ăn ẩm thực miền Nam như thế nào. Cho nên là em kêu vợ em làm là theo cái hương vị đều ra. Đó, miền Bắc ăn cũng ok. Heo ăn ngon, ghiền luôn. Dạ. Đó. Cảm ơn chị Linh Thảo nha. Cảm ơn chị đã ủng hộ em. Sản phẩm gì mà em bán chị cũng ủng hộ em hết luôn á. Dạ. Ba hũ chao và một hũ mắm ruốc. Mắm ruốc là 150.000 một hũ anh chị nha. Dạ. Một hũ nửa ký nha mấy chị, thịt rất là nhiều. Rồi nha. Bây giờ em giới thiệu qua lần nữa đi anh chị ơi, bán nhiều quá, bán nhiều mắm quá tụi nó. Mắm chua siêu ngon, cảm ơn chị nha. Mắm chua em cũng tự làm luôn á. Mấy chị cứ để lại số giúp em nha, ba hũ mà em miễn ship mắm chua Ninh. Chị Su Te Play chị cho chị hũ mắm ruốc nhắn tin vô Zalo giùm em đi chị. Mua đồ Lê Minh ngon tuyệt vời. Đồ của em anh chị mua ăn không ngon trả lại cho shipper liền cho em nha. Thí dụ như mắm ruốc tới anh chị cứ ăn thử lấy cái muỗng hoặc là cái đũa gì đó mấy chị quết ăn thử miếng. Dở mấy chị có thể trả lại cho shipper không sao đâu. Bán hàng dễ dàng vậy đó, kệ nó. Ok. Thí dụ như anh chị nào cảm thấy lần sau thấy ngon lần sau ủng hộ mua cho em, còn cảm thấy dở thì thôi ok trả về nha, vậy đi ha. 10 chai mắm chua, cảm ơn chị Thanh Kim. Dạ nhắn tin giùm em chị nha. Dạ cảm ơn chị Ngọc Bùi. Dạ đặt bánh chưng rồi thêm một hũ mắm ruốc chị nữa. Minh okay, chị. Nguyễn Hồng Nguyễn Hồng Mai ok chị nhận được nước mắm rồi nhé, ngon lắm, cảm ơn chị nha. Lê Minh xoài thấy thèm quá. Dạ dạ em chốt đơn cho anh Dũng Minh nè. Chị Nguyễn Đình Khanh cho em xin số điện thoại chốt đơn chị nha. Nhung Lê Hồng kiếm cho chị một hũ mắm ruốc, một hũ cá, ba hũ mắm chua. Dạ rồi cảm ơn chị Nhung Lê, nhắn tin vào Zalo giùm em chị nha. Zalo của em để ngay giữa màn hình luôn á, 0918338834 á chị. Cho chị một hũ mắm ruốc xào thịt ba chỉ. Dạ rồi cảm ơn chị Na Kim. 10 hộp da heo có khuyến mãi không Lê Minh? 10 hộp em tặng thêm hộp đi chị. 10 hộp em tặng thêm hộp nha. Ok kệ nó, mấy cái này em bán lời ít lắm mấy chị, mà vợ em làm nhọc công lắm. Anh chị biết bây giờ không? Làm cả ngày đúng không? Là phải hai người phụ làm với vợ em, làm từ sáng biết tới tối luôn anh chị, làm mấy thứ này nó lặt vặt nó mệt lắm anh chị. Tốn công lắm. Đó. Tôi rất khó nhưng tôi mua đồ của Lê Minh rất ngon. Cảm ơn chị Thúy Kim nha. Dạ. Bọn em giỏi quá. Dạ bây giờ thì kệ nó, mình lấy cái công làm lời mấy anh chị. Sao ông cưới được cô ho hậu bán tôm. Dạ cái này hên chị hơn. Anh đặt hàng hôm 6 tháng 1 chừng nào? 6 tháng 11 chừng nào mới có? Anh Ngọc Vinh ơi, anh nhắn tin vô Zalo, ngày mai em cho nhân viên kiểm tra đơn hàng của anh Ngọc Vinh nha. Dạ, chốt đơn chị Phúc Đoàn. Rồi, dạ anh chị bên YouTube á, anh chị nhắn tin vào Zalo giùm em. Cá cơm bơm là 390, tôm khô biển loại nhỏ là 650, còn loại lớn là 950, nhưng mà loại lớn bây giờ hết nha anh chị nha. Ngày mai ngày mốt có thì em gửi cho anh chị. Cho chị nửa ký tôm khô nhỏ rồi. Cảm ơn chị Bé Võ nha, nhắn tin Zalo giùm em. Chị Thanh Kim 4 hũ da heo nhắn tin Zalo giùm em luôn chị. Dạ. Nước dạ, mắm có cốt. Nha chị Thúy Ái, bánh nước chân nếu mà đi đơn một cái thì cộng với ship dạ, giúp em ạ. À. Mắm ruốc bánh chân, cảm ơn chị Trinh Võ nha. Mà nước mắm cốt á là 250 một thùng. 4 thùng em tặng thêm một thùng. Dạ. Bánh chưng ngày mai có. Bánh chưng là ngày mai là có, tối nay là em nấu rồi nè anh chị nè. Tối nay là nấu rồi nè. Đó là sáng mai là có bánh chưng, là chiều mai là em đưa đi ship đi cho mấy chị, cho nên là anh chị nào ăn bánh chưng thì anh chị để số điện thoại giùm em. Một cặp là 220. Một cái bánh chưng là nặng từ 1,5 kg đến 1,8 kg lần anh chị. To lắm, to hơn cái mặt em luôn á. Đó. Dạ. Em cảm ơn mấy anh chị ủng hộ em nha. Nhận được nước mắm rồi, ngon lắm. Cảm ơn chị Lập Nguyễn nha. Mình mua hàng ngon lắm, vừa khẩu vị lắm. Cảm ơn chị Tương Phan nha. Và Lê Minh Vũ quá. Cảm ơn chị Phong Trần nha.
Dạ, anh chị bên Facebook để lại số điện thoại giùm em anh chị nha, đừng nhắn tin Zalo. Bên Facebook đừng nhắn tin Zalo tại vì chép Zalo chậm lắm anh chị, chép Zalo chậm lắm. Còn tại vì bậc cơ bản bên YouTube á, không để lại số điện thoại được, cho nên là anh chị em cô bác bên YouTube để lại số điện thoại bên YouTube giùm em. Dạ quên, anh nhắn tin vô Zalo giùm em. Chị đặt bên Zalo rồi đó lên mình ơi. Cảm ơn chị Trần Thi nha. Bữa dạ. Ba chai thêm ba chai nữa. Cảm ơn wow. Chị. Chị ăn mắm chua mà bữa chị ăn ba chai, bây giờ là chị đặt thêm ba chai nữa hả chị? Dạ. Mắm chua Tây Ninh được làm từ con tép đồng và cá lòng tông anh chị nha. Đó, con cá lòng tóc đồng á là 100.000 ba chai, em miễn phí ship. Rồi, bây giờ em giới thiệu một lần nữa là chúng ta nghỉ bán hàng anh chị nha, qua chương trình văn nghệ bán hàng nhiều quá giàu anh chị ơi, giàu quá. Dạ. 100.000 ba hũ mắm chua đặc sản Tây Ninh, miễn phí ship. 150.000 một hũ mắm ruốc xào thịt ba chỉ. Đó, anh chị nha, miễn phí ship. 95.000 một hũ cá cơm bơm, anh chị nha. Cá cơm bơm mấy cái thứ này thì phải ba hũ cộng lại em mới miễn phí ship được đó. Cá cơm bơm là 95.000 một hũ. Da heo lắc muối ớt 65.000 một hũ. Mắm cá thu 65.000 một hũ. Củ cải bỏ mắm 50.000 một hũ. Cải ngâm mắm nha mấy chị. Cá khoai rim 65.000 một hũ. Muối ớt Tây Ninh 90.000 một hũ nửa ký. Chao môn Tây Ninh 70.000 một hũ. Đó. Rồi tôm biển là 650 một ký, ăn không ngon trả lại. Anh chị mà ăn con tôm này mà giống tôm ngoài chợ, em nói thẳng luôn, em tặng cho anh chị luôn. Con tôm biển anh chị ăn thịt nó dai và nó ngọt, nó thơm nha. Đó, 650 một ký loại nhỏ, 950 là loại lớn anh chị nha. Rồi cá cơm bơm là 390 một ký, con cá cơm bơm là cá xuất khẩu. Đó. Cá này là không xương và rất là nhiều dưỡng chất. Anh chị mà có em bé mới tập ăn, nấu cháo xay nhuyễn cho bé ăn. Còn mấy chị mà trong gia đình anh chị có thể kho tiêu này, nấu canh chua này, chiên trứng này, sốt cà chua này, nấu canh này, nữa làm gỏi này. Ok, 390 một ký các con bơm. Chị nha. Chị Nguyễn cho em xin số điện thoại nha chị nha. Mấy chị chốt đơn cho em xin số điện thoại. Dạ. Like và nước mắm cốt là 250 một thùng 6 chai anh chị nha. Nước mắm cốt 250 một thùng 6 chai. Đó, 4 thùng em tặng thêm một thùng. Rồi, đó, anh chị bên YouTube ủng hộ em thì anh chị cứ nhắn tin vào Zalo giùm em nha. Sáng mai có sẵn một hộp mắm ruốc. Ba mắm chua. Dạ, vợ em làm cả ngày nay rồi chị. Ngày mai có, mai vợ em làm tiếp. Dạ, chị Hoài Hương Hồ. Một hộp mắm ruốc, ba mắm chua. Dạ, nửa ký cá cơm. Lê Minh giới thiệu hay quá. Cảm ơn chị Phong Trần nha, chị Đen Hương Mỹ. Cảm ơn chị Hương Phạm nha. Rồi chị Hiếu Nguyễn, nửa ký tôm khô nhỏ này. Cảm ơn chị nè. Nguyễn Bảo Ngọc quá trời, người đặt hàng ở trên kia. Chị Phan Nguyên cho em xin điện thoại chị Phan Nguyên ơi. Mấy cô chú anh chị bên YouTube đặt hàng nhắn tin vô Zalo giùm con nha anh chị nha. Tại vì cứ nhắn tin Zalo đi rồi bên em sẽ inbox lại. Cá cơm bòm là không có mặn nha. Cá cơm bòm bên em là cá lạc nha chị. Một lốc nước tương. Dạ, nước tương qua ủng hộ Hồng Loan giùm em. Tại Hồng Loan có bán nước tương, em không có bán nước tương. Em chỉ bán nước mắm cốt nhỉ thôi à. Chị Loan Mỹ nha. Chưa bữa đặt ba chai mà chưa gửi, giờ gửi luôn 6 chai. Nhắn tin Zalo giùm em nha chị nha. Dạ rồi, ok chị Kim Trần Hạnh. Dạ. Bánh chân hay hủ da heo. À chị Nguyễn An, mắm chua ngon tuyệt vời anh ơi. Cảm ơn chị Nguyễn An nha. Mua may bán đắt tròn qua bữa nay chắc. Kim Định em chốt đơn cho chị. Trâu qua bữa đi. Chị Phan Nguyên em chốt đơn cho chị. Trâu qua bữa đi, mắm ruốc mấy chị ơi. Chị Thi Đỗ. Nổ đơn mấy chị ơi. Mai cái em làm mắm ruốc tới tối được. Em làm xong rồi mấy chị biết là người em mùng mắm không cả ngày á. Đâu, wow, bữa nay là vợ em chắc là may là coi như là đó, ok. Cảm ơn các chị em đã ủng hộ cho Linh nha. Nước mắm hẳn gì đó, dạ, anh chị. Nước mắm mà đặc sản Phan Rang á mấy chị. Bữa nay bán hàng được nhiêu đây nha anh chị nha, đó. Đó, nãy giờ bán nhiêu đây, cảm ơn anh chị quý vị nhiều nha, đó. Mình khoe gì tụi nó tức lắm anh chị ơi, khoe gì tụi nó tức lắm. Anh này là hôm qua nữa đó, nổ dạ, chút cái xíu. Cái này là trộm vía nha mấy chị nha. À. Hôm nay mình ghé nhà lên mình lấy hũ mắm ruốc nha. Ủa, dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Hò bán tôm bữa nay chuyển qua hò mắm ruốc luôn anh chị ơi. Anh chị có mua hàng trên Zalo trên màn hình. Dạ đúng rồi. Anh chị em nào mà mua hàng của em á thì anh chị cứ nhắn tin vào Zalo giùm em nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta chị Jen Calvin chị gọi nè. Em nghe chị ơi. Chắc là mình đó hả? Dạ, dạ, dạ. Hàng của chú gửi rồi, mai mai hàng. À, chú. Thì bây giờ chú muốn nói là hai cái bánh mà bị hoàng trở lại đó. Bây giờ cháu cứ tính gì rồi chú gửi trả cho cháu để gửi vô cho cô Lan đó nhớ. Dạ, 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 ngày mai. Cái số điện thoại của chị. Dạ, ngày mai có bánh con sẽ gửi, con ngày mai có bánh mới con sẽ gửi nha chú nha. Dạ, gửi cho cô Lan nhưng mà dạ. Cháu làm ơn, cháu nói là
chú trả tiền lợi chứ không có làm gì được. Dạ dạ không không không. À, thật chất là bữa giờ thì chú có mua hàng con hai lần. Thì một lần chú có dư mấy chục á, rồi chú nói để lấy cái số tiền đó làm từ thiện luôn, nhưng mà con chưa có làm cái số tiền đó nha. Thì coi như là số tiền đó con sẽ tính vào cặp bánh chưng đó luôn cho chú ha. Dạ. Dạ nha chú nha. Dạ. Dạ dạ. Trời ơi, con bán mắm bán tôm không tiền đâu mà qua Pháp chú ơi. Không, con khổ thiệt chú ơi, con khổ lắm chú ơi. Khổ lắm. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ dạ thôi khỏi đi chú, để lần sau chú mua cái gì nhiều nhiều và chú gửi luôn chứ mất công chú gửi lắm. Dạ. Dạ không, nói chung là tại vì á, tại vì con chưa có cái cơ hội để mà, tại vì thí dụ như mỗi lần chú mua là 4 cặp bánh chưng chú cũng gửi con là 500 mấy, thì cũng còn lại là dạ thì năm chú gửi con 540, mà một cặp bánh hai cặp bánh chưng thì có nhiêu, có 440 à, thì cũng còn lại dư cả 100 ngàn. Dạ còn dư cả 100 ngàn đó. Bao nhiêu đâu đêm bên ơi. Mà chú mua cũng tròn tay. Dạ dạ. Gần Tết chú đặt nhiều thì chú sẽ hoàn cái tiền từ thiện lợi cho cháu luôn nha. Dạ cái mà từ thiện thì thôi để thí dụ như chú có gặp cái người nào chứ con cũng không dám nhận mấy cái đó đâu chú. À, nhận mấy đó mất. Dạ. Có đưa nhiều đâu mà sợ kể chừng nào mà cháu cũng như cháu đi tặng bánh cho người ta vô Sài Gòn. À cái đó thì được. Dạ cái đó thì được chú. Thí dụ như chú ủng hộ mua con 10 cái bánh hay là 20 cái bánh chú tặng cho người này người kia thì con làm cái đó cho chú. Ok. Đó, con nhận cái đó con làm cho chú nha. Dạ. Ok vậy thôi. Vậy là thôi cảm ơn Lê Minh nhiều nha. Rồi chừng nào mà có Thiết Nguyễn, chị Thiết Nguyễn. Bên Tây, bên Pháp thì cứ hú rồi chú chở. Dạ 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 dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú nhiều. Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ chị Ngọc Yến ơi. Dạ con chào chú. Một cái hôm nữa em có lại chị, tâm lớn nha. Chị giúp cho em xin số điện thoại nha. Chị Mai Thị Lộc, chị Mai Lộc Thị này, chị nhắn tin Zalo giùm em, chị Tuyết Đặng nhắn tin giùm em nha. Trần Tuấn, dạ, chị Ngọc, chị Nguyễn Thị. Mấy anh chị bên YouTube làm ơn nhắn tin vô Zalo giùm em nha anh chị nha. Có chị thể nhắn vô Zalo hoặc là số điện thoại trực tiếp cho em cũng được. Rồi ok, bây giờ thì chị Thúy Nguyễn cho em xin số điện thoại chốt đơn nha. Dạ. Mấy anh chị bên Facebook thì cố gắng để lại số điện thoại giùm em nha. Anh chị bên Facebook á, đừng nhắn Zalo, tại vì Zalo em chép Zalo nó chậm lắm anh chị. Zalo là phải trả lời tin nhắn. Còn anh chị bên Facebook á, anh chị để lại số điện thoại, bên em sẽ trực tiếp gọi luôn cho nó nhanh anh chị nha. Trời ơi kiểu này. Cảm ơn anh chị ủng hộ nhiều nha. Bây giờ chương trình văn nghệ anh chị ơi. Văn kiểu, nghệ nha. Kiểu này ngày mai là em làm mắm thôi. Mai là bà vợ em là coi như là nguyên cái người bảo mùi mắm đó anh chị. Nhưng mà kệ nó anh chị. Thủm thủm. Ta nói là thủm thủm mà thơm. Đúng anh chị. Dạ. Lê Minh nhận tiền từ thiện gì hết? Dạ em không có nhận chị ơi, em không có nhận tiền từ thiện từ ơi vậy đó. Thì chú á là vậy chị Hoàng Thảo ơi, chú á là ổng gửi ổng mua, nói chung là mua đồ thì cũng ít thôi à. Thí dụ như ổng mua hai cặp bánh chưng thì anh chị biết rồi, hai cặp bánh chưng bên em á là 540, thì ổng gửi về cho em á là không biết là nhờ ai chuyển cho em là 540 ngàn, thì nó sẽ còn dư lại 100 ngàn. Thì chú có nói là thôi còn dư đó con cầm con cho ai cũng được, nhưng mà thật sự là em chưa cho, thì mình chưa cho thì mình nói mình chưa cho anh chị, còn ít còn nhiều gì nó cũng phải rõ ràng ở chỗ đó nữa. Thì bây giờ là chú kêu là gửi thêm một cặp bánh chưng cho người người kia nữa, thì chú mới nói là để chú gửi tiền, thì em mới nói là chú còn dư lại cái số như vậy đó thì thôi khỏi gửi đi, tại vì anh chị nghĩ ở bên Pháp mà gửi về mà 100-200 ngàn nó mất công lắm anh chị đó, cho nên là em nói thôi khỏi gửi đó. Chứ không có gì hết anh chị. Chứ còn nhận tiền từ thiện em không nhận đâu.
gặp hoàn cảnh nào khó khăn em có thể là quay đưa lên rồi anh chị em xin số điện thoại người đó, anh chị liên hệ trực tiếp người đó, muốn giúp người đó thì tự giúp người đó đi, chứ còn em không nhận tiền từ thiện của ai hết á, mệt lắm anh chị. Dạ, có gửi qua nước Yesin được không? Dạ, ở đâu cũng gửi hết á, cô Hồng cô ơi. Dạ Dạ, rồi có chị số Trang điện Nguyễn. thoại là còn là có đơn nha mấy chị có đưa số cho em trên trực tiếp nha, bên Facebook mấy chị nghe đặt hàng cho em số điện thoại nha mấy chị. Bánh chưng để được bao lâu? Dạ 7 đến 10 ngày á chị Ngọc Tuyên Nguyễn Thị mấy ơi. chị để tủ lạnh là khi nào muốn ăn lấy ra hấp lại. Còn nếu như mấy vậy? chị để tủ lạnh, mấy chị để ngăn đông, mấy chị để 2-3 tháng cũng được nha. Khi nào ăn thì lấy ra hấp cách thủy lại giùm em. Đó. Còn nếu mà về mà để ngoài thì 7 đến 10 ngày nha anh chị nha. 7 đến 10 ngày là để ngoài. Còn nếu để tủ lạnh là mấy chị để ngăn đông á, mấy chị để 2-3 tháng sau mấy chị lấy ra, mấy chị hấp lại mấy chị ăn vẫn ok Dạ, nha. mắm ruốc là em xào có thịt, em sợ gửi đi Mỹ không được nha mấy chị. Dạ, Nếu mắm mà ruốc. gửi đi Mỹ thì em chỉ xào Xào me thôi. xào me thôi là Mắm được. ruốc mà gửi đi Mỹ là xào me thôi nha anh chị nha. Còn nếu như mà gửi đi Mỹ mà xào có thịt heo vô đó là không được anh chị nha. Đó. Em Liên Nguyễn ở Sài Gòn đó, anh Tiến. Dạ. Mắm Rồi. ruốc xào với tôm khô, thịt ba rọi ngon lắm. Dạ. Hào lắm chị ơi, tôm khô giá cốt nó cao lắm chị. Tôm khô thì giá cost nó cao, nhưng mà Dạ. bữa sau thì có thêm một ít tôm khô nữa. Tôm khô thì mình đừng có để nguyên con mà mình cắt nha, cắt ra nó có